Xin chào mọi người, mình là Sò đây. Và hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái chiếc video mà mình sẽ tô màu digital trên một cái phần mềm khá là mới mà mình sử dụng gần đây, đó chính là Clip Studio Pen. Và hôm nay thì mình sẽ tô màu bằng cái công cụ đó là Lasso Tool. Trước tiên thì mình sẽ sử dụng cái công cụ Auto Select và công cụ Fill để mà mình sẽ tô một cái lớp nền trước ha. Mình đã line nét cái tranh này trước rồi, cho nên là cái việc mà mình lựa chọn Auto Select thì nó sẽ rất là đơn giản luôn. Và Auto Select thì có phím tắt là V kép và G nếu như mà bạn nào không tìm thấy ở trên phần mềm Clip Studio Pen ha. Tiếp đó thì mình sẽ sử dụng công cụ Lasso Tool để mình có thể đi nét và cũng như là mình sẽ đi sáng và đi tối. Ở phần này thì mình sẽ tạo một cái lớp multiplayer và mình sẽ giảm cái độ opacity của nó xuống một xí để cho nó dễ hòa vào cái lớp màu của mình hơn. Sau đó thì mình sẽ sử dụng chính cái màu tóc của cái nhân vật này để mà làm cái màu của phần multilayer này luôn, đó là phần shadow. Thì như các bạn cũng thấy là mình chỉ vẽ và mình sẽ fill cái màu vào. Clip Studio Pen á, cái công cụ Lasso Tool của Clip Studio Pen thì nó sẽ dễ hơn là cái công cụ Lasso Tool bên Photoshop á các bạn. Mình thấy là vậy, tại vì Photoshop thì mình sẽ phải chuyển đổi bằng cái phím á, còn Lasso Tool á thì nó sẽ tự hiện lên một cái bảng phụ của nó luôn và mình có thể nhấn chọn dễ dàng hơn. Tại sao mình lại lựa chọn cái công cụ là Lasso Tool để mình tô màu hay là mình đi nét, đi bóng hoặc là đi phần sáng, highlight? Thì thật ra là do mình thấy là đi bằng cọ thì đôi khi là nó không có được sắc nét lắm. Và mình thì mình nghĩ là đi bằng Lasso Tool thì nó sẽ sắc nét và nó dễ cho mình hơn á. Nó cũng nhanh nữa các bạn. Nếu như mà bạn nào mà xài cọ, xài brush quen rồi á thì các bạn sẽ thấy là xài brush nó sẽ nhanh hơn đúng không? Còn riêng với mình thì mình thấy là xài Lasso Tool này á nó sẽ nhanh hơn cho mình. Mặc dù là nó không có phải là đa dạng về cọ cũng như là cái nét của nó thì nó khá là cứng á. Tuy nhiên là nó sẽ viền nhưng mà sắc nét, và cũng như là nếu như mà bạn nào muốn trau chuốt hơn thì các bạn có thể đi qua một lớp màu bằng Lasso Tool, rồi sau đó thì các bạn sẽ dùng cái brush để mà mình blend cái màu đó ra cũng được. Còn nếu như mà bạn nào mà muốn nhanh á và không có phiền phức thì các bạn có thể sử dụng chỉ riêng cái hàng Lasso Tool này thôi cũng được rồi. Các bạn có thể thấy là mình không có tua nhanh cái video ở những cái phần mà mình vẽ luôn các bạn, và nó rất là nhanh. Kiểu như là mình vẽ và mình bấm một cái là nó đã tự fill màu cho mình luôn rồi, và mình cũng không cần phải đổi màu nhiều nữa bởi vì cái lớp multiply á thì nó sẽ tự điều chỉnh cái phần màu tối màu bóng luôn. Tương tự như vậy thì mình sẽ tạo một cái layer overlay để mà mình đi sáng cho cái phần này, và màu mình chọn sẽ là màu trắng nha. Mình không hiểu sao nhưng mà lúc mà mình quay màn hình của cái video này á thì mình không có thấy nó không có quay luôn cái bảng màu của mình á. Chắc là tại vì bảng màu của mình thì mình để riêng, cái color wheel của mình để riêng. Clip Studio Pen thì nó là một cái phần mềm chuyên nghiệp cũng tương tự như là Photoshop và Photoshop vậy đó, nhưng mà cái khác là nó sẽ chuyên về vẽ hơn là Photoshop, và bên cạnh đó là nó có nhiều cái tính năng và nó có nhiều cái brush và có nhiều cái chương trình cho các bạn tải xuống hơn là Photoshop. Thì đó là một trong những cái lý do mà gần đây mình đang rất là thích thằng Clip Studio Pen này. Thì cũng tương tự như vậy, chỉ với một vài lớp thôi thì mình đã hoàn thành xong cái phần highlight rồi. Vì thì mình sẽ đổ bóng cho cái phần mặt này luôn ha các bạn. Khi mà các bạn xài cái bút cảm ứng thì cái phần mà mình vẽ cái đường Lasso Tool á thì nó sẽ rất là đơn giản hơn là các bạn dùng chuột ở bên Photoshop đúng không? Thật ra thì Photoshop thì mình xài Lasso Tool mình tô bây giờ thì cũng được thôi, tại vì dù sao thì mình cũng có bản vẽ và mình cũng có bút cảm ứng hết rồi. Nhưng mà cá nhân mình thì mình vẫn thích là mình sẽ sử dụng ở bên đây hơn, bởi vì cái bản vẽ của mình á thì nó không có thích hợp cho cái Photoshop của mình cho lắm. Thì cơ bản là như vậy, chỉ có hai ba lớp layer thôi thì mình đã tô xong cái nhân vật này rồi. Dĩ nhiên thì nó sẽ phù hợp với những cái nhân vật và những cái character nào mà các bạn tô màu nó đơn giản
thôi ha, tại vì nó rất là gọn và nó sạch, cái nét của nó sắc nét nữa. Mình thấy là có một số artist thì cũng tô màu với Lasso Tool, tuy nhiên là họ sẽ nâng cấp cái Lasso Tool của họ lên một cái đẳng cấp khác, kiểu như là họ chọn bằng cái Lasso Tool và sau đó thì họ sẽ tô bằng brush ở trong cái vùng chọn Lasso Tool đó như bình thường, và nó sẽ giúp cho cái nét nó sắc nét hơn và nó sẽ vẫn có những cái hiệu ứng của brush đó các bạn. Cuối cùng thì mình sẽ tô một ít màu highlight, với cái màu cam nhạt bằng cái layer soft light để cho nó có một cái màu sáng nhẹ nhẹ, để cho nó có cái độ chuyển màu á các bạn, màu sắc hơn và nó sinh động hơn. Thì đó là một trong những công cụ vẽ mà gần đây mình sử dụng và cũng như là mình muốn giới thiệu cho các bạn khi mà các bạn đang vẽ trên Flip Studio Pen ha. Cuối cùng ở đây thì mình có tạo một cái viền ở bên ngoài cho cái nhân vật của mình, trông nó có vẻ tách biệt với lại cái nền hơn. Và mình có thể tắt cái layer màu trắng ở bên dưới để mình làm cho cái layer này nó trong suốt, và cái nhân vật của mình có thể sử dụng cho nhiều cái mục đích khác nhau. Thì video của mình sẽ đến đây thôi, và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình về DJ nha. Bye bye.